Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình đang tính dọn ổ cứng, tại vì có bạn đề nghị mình chơi Skyrim. Cho nên là mình nghĩ là một số game nào mình làm xong rồi thì mình sẽ xóa, rồi sau đó là mình sẽ, sau khi mình chơi xong con Red Alert 3 đó, thì mình sẽ bắt đầu cài Skyrim, rồi bắt đầu quay cái series này. Nhưng mà nhìn chung thì mình sau đó mình sẽ nhớ ra là bên con Tropical 5 có một cái nhiệm vụ sandbox mà mình chưa có làm. Đó là cái nhiệm vụ xây cái Aerodome này là cái gì mình không biết. Rồi thì ok, bữa nay mình làm cái nhiệm vụ này cho xong luôn để mình cho con Tropical 5 này nó biến. Thì cái map lần này mình set nó là một cái map cỡ trung bình. Nói chung là đồng bằng và nó vẫn trống trải, không có tài nguyên gì mấy, nhưng mà được cái là cái khí hậu thì nó ở ôn hòa nha các bạn. Nó không phải là cái kiểu khí hậu khô hạn nữa, mà ra cái đảo này về cơ bản nó sẽ có nhiều cây, bởi vì trồng tỉa nó dễ hơn một chút. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay ở thời kỳ hiện đại, tức là tất cả công trình được mở và tất cả các phe phái chính trị là nó có mặt đầy đủ luôn. Thành ra cái công tác chính trị cũng như là một số công tác khác của mình là cực kỳ khó. Mình bắt đầu với một số dân khá là ít và số tiền của mình nó cũng ít luôn. Tất cả những cái khác là trung bình, nó có thể là lần này chúng ta sẽ gặp khó khăn trong cái bước đầu khi mà chúng ta khởi đầu khá là muộn. Và cái nơi chúng ta ở thì cũng không phải là một cái nơi giàu tài nguyên gì mấy. Nói chung là chúng ta giành độc lập khá muộn nha các bạn. Phải đến tận thời kỳ hiện đại luôn chúng ta mới được độc lập. Và bởi đầu với 5.000 đô la, nói chung là chúng ta là một cái thuộc địa khá là nghèo và dân số cũng khá là ít. Nguyên cái đất nước có 50 người các bạn ạ. Cảm giác nó buồn lắm, nhưng mà thôi kệ nó, ráng. Rồi ráng thực hiện cái này. Nhưng mà đổi lại cái tất cả công nghệ chúng ta được mở hết rồi nha các bạn. Thành ra là chúng ta đỡ lo cái vụ mà nó nghiên cứu công nghệ. Rồi đây, vừa vô là chắc nó đòi cả đống thứ đây. Mình cảm thấy lo quá, biết phải sống sau với cái đảo này luôn á. Rồi thôi ok, chúng ta giành độc lập muộn thì chúng ta phải chịu thôi chứ các bạn. Đỡ cái thì chúng ta đỡ lo nghiên cứu công nghệ, bây giờ công nghệ là xài thả cửa luôn. Rồi ok, vô nhìn cái đảo là thấy mừng rồi. Tại nhìn cái đảo thấy cây cối không rồi cũng ngon, có cái mỏ này nó gần gần đây. Mỏ này chắc mỏ sắt hả? Vâng, chắc chắn là mỏ sắt rồi. Map nó cũng mở luôn rồi, thành ra là bây giờ chúng ta có thể nhìn rồi, chúng ta có mỏ sắt, mỏ than. Mà chắc chắn là vô là nó đòi điện rồi đó. Rồi đây chúng ta phải lo chính sách. Tất nhiên là mọi người được vote rồi. Mình thì lúc nào cũng đề cao cái dân chủ, không thể nào dân chủ cho một nhóm người, không thể là dân chủ cho đàn ông hay dân chủ cho người giàu được. Rồi ok, tất nhiên là xã hội đề cao cái liberty, thì chúng ta không thể nào mà dùng cái tôn giáo để áp chế người dân. Mình không có thích vậy. Mình vẫn thích, luôn luôn thích cái này, đó là cái tự do dân chủ. Và về cái này thì chơi vô thì chắc chắn là chúng ta phải áp dụng cái này thôi. Chứ chúng ta không nên lính chúng ta vô học, nhưng mà đòi hỏi lính ta học cao quá thì không được. Cái này thì chúng ta đã chấp nhận cái trật tự cảnh sát, chứ chúng ta không có chơi kiểu toàn trị, kiểu quân đội áp chế. Rồi tất nhiên là chúng ta không ép trẻ con đi làm, nhưng mà trong cái bối cảnh này thì chúng ta có nên là áp dụng cái chính sách của Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan được. Nói chung là người dân vẫn phải làm việc mà nó tương đối khó khăn một tí, chứ mà không thể nào để cho cái đây là một thiên đường lao động được. Nhập cư thì ngay từ đầu là phải hạn chế, là chúng ta nhập cư thì phải có visa đàng hoàng, như là nhập cư mà có giới hạn ấy. Nhập cư người đó phải có học, chứ không phải là kiểu nhập cư tràn lan, nhập cư kiểu đó chết lại mình không có nhiều tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng đâu. Rồi tới cái này thì chúng ta không cần cái này nha các bạn. Chúng ta chủ yếu là chúng ta cái kinh tế có cái không mình sẽ nghĩ là mình sẽ chọn cái thị trường tự do, giống như là chúng ta ủng hộ cái này theo Mỹ. Rồi cái này thì chúng ta chấp nhận quản lý cái truyền thông là hạn chế thôi, chúng ta không có quản lý truyền thông một cách chặt chẽ các bạn nhé. Và cuối cùng là cái này. Rồi ok, cái này hình như nó liên quan tới đây này, chúng ta cũng là quản lý, nhưng mà cái này quản lý truyền thông, còn cái này là quản lý chính quyền đó. Nói chung là cái này là chúng ta để cho lực lượng cảnh sát có làm việc nhiều hơn, tránh cho chúng ta cái gì cũng dùng tới quân đội. Cái này cho cảnh sát đi phát hiện nội loạn, chứ đừng có để mà cái gì cũng động binh nữa thì phiền. Rồi ok, bây giờ thì nghiên cứu khoa học thì nó gần như xong hết rồi. Bắt đầu chúng ta bắt đầu nghiên cứu tới cái mấy cái này, chắc là khoa nghiên cứu đi, tại muốn nghiên cứu thì phải có cơ sở, mà giờ mình không có cái gì hết. Bây giờ là nói đường cái đã. Đường thì giờ xây thoải mái. Đây. Rồi, ok. Rồi, vậy đi. Mới vô thì được vậy thôi. Bây giờ xây cái gì đây? Có 5.000 thôi, xây ẩu là chết đấy. Rồi, mới vô phải chấp nhận có một cái này, chứ không thì
tới giai đoạn này rồi mà không có xe đi thì phiền lắm. À, chính sách thì mới vô vẫn là free nhà ở nha các bạn. Cái có những cái không free được nhưng mà nhà ở thì chắc chắn phải free. Rồi bây giờ lo sản xuất trước đã. Chăn nuôi thì phải phân ra mà bây giờ phân tán là mình chết đấy. Trồng trọt đi. Chỗ này trồng chuối được nè. Rồi trồng chuối được thì trồng chuối. Đây bán mấy cái này kiếm tiền đó. Cà cao không được. Đây nè, chỗ này trồng cà phê ngon. Lúa mì, ok, trồng đi cái này cho dân nó có ăn. Ở biển mà không khai thác kinh tế biển thì đó là dở. Mà khoan đã, chúng ta cần chỗ này cũng không có, đảo này về khí hậu ôn hòa mà cũng không khai thác rừng được tốt thì nó khỏi khai thác. Chúng ta tới cái cảng biển. Ở đây cái cảng cá chứ lộn. Rồi cái đảo này không khai thác cá được rồi. Trời ơi dở quá. Rồi thôi đảo cho nó giải trí xíu đi, không thôi nó quậy mình đó các bạn. Rồi đây giải trí đây, cái này đảm bảo người dân có ăn này nè, cái này quan trọng nhất. Rồi bây giờ ngồi đợi tiền tài trợ thôi các bạn, mấy kia không có tiền xây vậy. Rồi đi xây dựng đi, vô là vừa vô mình áp dụng cái chính sách kia là thấy mình cũng hơi dở rồi, nhưng mà kệ nó, khuyến khích người dân. Cô tông thử coi, à đảo này trồng cô tông được luôn, ngon. Rồi kéo đường đi phát nữa, nói chung là mới vô chịu khó làm nông chứ cũng không có nghề khác để làm các bạn. Rồi cái con bên môi trường nó nói lắm thế nhỉ. À, chỗ này nuôi lợn để có thịt ăn rồi kệ cũng được đi. Tại giờ cũng nuôi bò thì cũng vậy thôi, nuôi lợn có thịt ăn cái đó. Tại giờ cũng không có cái nhà máy chế biến bơ đó, đã có sữa cũng vậy thôi. Nhà máy đóng hộp thì chưa xây được tại không có điện. Rồi đây nói chung là xây về có xe cho dân mình có xe. Old Cái gì đây? boy, I Vừa propose vô mà đòi cái này rồi thì cơ sở ngoại giao rồi sao xây, mà có xây thì cũng nhân sự đâu mà làm. Vô mới vô đòi hỏi nhiều quá. Đây bà con vô đi làm giúp tôi. À đây mình có lính rồi. Như là cũng có một ít người ở đây là có trình độ cấp 3. Chúng ta bắt đầu ở năm 1989 các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta có cái gì đây? Chúng ta có chuối, chúng ta có lúa mì, chúng ta có cà phê và chúng ta có cô tông. Bây giờ để coi kiếm bạn hàng để bán có tiền xíu rồi. Nhập khẩu không vậy? À cà phê bán cho Nga hả? Nhưng mà muốn bán cho Nga à, bán cái này là bán lâu dài nó không chịu, còn cái này là bán cũng bán 10 năm mà. À mà cái này mua số lượng nhỏ. Còn cái này để coi coi phô mai chưa có. Rồi thôi bán cho Nga tí cà phê vậy. Đây rồi, cảm ơn anh mua cà phê giúp em nhé. Vậy đi, chứ chúng ta không nên là phụ trợ hoàn toàn vào thị trường tự do được, chúng ta cũng phải có bạn hàng ổn định. Rồi xong 50 người mà mình xây nông trại cũng hơi nhiều rồi, là cũng thiếu lao động đấy, đang phải. Rồi đây chuyến tàu đầu tiên đã tới, kiếm được tí tiền. Vô thời hiện đại mà kiểu này đúng là không sống nổi các bạn. Hiện đại bây giờ phải có nhiều tiền chứ, tôi quất cái chung cư liền là đảm bảo nhà ở cho dân. Mình chả bán được nhiêu tiền. Cũng may là người dân nó còn đồng tình với mình khá là nhiều. À đây, oh, hay quá. Rồi đây 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 xây xây cái trường ngay. Xây trường học ngay. Rồi sau đó là tới cái nhà thờ. Rồi tạm thời xây nhà ở đã, có nhà này thôi, ở tạm giùm tôi.
Rồi đấy, tuyệt vời. Mỹ cho chúng ta tới 1.000, 10.000 đô, hơn 10.000 đô các bạn. Cho khá nhiều ấy. Nhưng mà không có dân nhập cư thì chết mình đấy. Có chỗ này cho có người tới ăn uống giải trí thì cũng được. Cái này thì nó được cái là nó nhận nhiều người hơn vô làm việc. Chết mà về phải xây quán rượu trước mới đúng, cái quán rượu nó ít người làm hơn. Xây cái này sớm mà chúng ta không có đủ nhân sự. Chọn lựa hơi sai. Rồi chắc bớt lính lại rồi. À không không không. Ồ vậy tính ra dân mình có học nhiều quá ta. Có lẽ là do chúng ta nên... Ồ 22 người nữa tới. Có lẽ do chúng ta giành độc lập muộn á các bạn, thành ra đa phần mà dân mình là được học hành đầy đủ. Mình đỡ một số cái. Rồi chuyến tàu tiếp theo. Chả bán được nhiêu tiền, nãy có tiền là nhờ tiền tài trợ thôi. Kê xe đa phần là xe cá nhân thì chả có nhiều, đa phần là xe này thôi. Cái tỷ lệ ủng hộ mình nó đang giảm nữa. Có mấy người tới đây sớm thì có nhà ở thôi, chứ còn tính ra tổng cộng để coi có 16 hộ gia đình có nhà ở, còn lại không có. Thật ra cái số người vô gia cư hiện giờ cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà nó đang tăng dần lên, tại do cái bất ngờ 22 người tới nhập cư cơ mà. Đây. Rồi xây được cái trường là con đã bắt đầu lãi nhãi nữa đó. Ai đó tới mua hàng giúp giùm em đi, 3.000 mấy cũng được, cho em trả nợ cái, nghèo quá các bạn ơi. Nhưng là ráng xây cái này đảm bảo cái quân đội cũng ủng hộ mình, nhưng mà 8 thằng lính thì không làm được cái gì cả. Mà mức sống của mình 33 trong khi mọi thứ 25 mà cũng đỡ đi. Nhưng là cũng tạm ổn, tạm ổn. Để coi coi cái phát sinh nè. Rồi ok, quân đội với tôn giáo thì đều 65, cộng sản 35, tư sản 85. Ủa sao mấy tư sản nó thương mình dữ vậy ta? Mình có xây nhà máy gì đâu. Chưa có xuất hiện cái à đây có global đây. Mình ngoại giao chưa nhiều, thành ra là cái tụi toàn cầu nó không thích, cái tụi dân tộc thì nó tạm ổn với mình, tại vì mình có hạn chế nhập cư. Tụi công nghiệp thì nó cũng thích. Rồi ok, tụi môi trường thì không thích lắm. Rồi nói chung là mình đang không được lòng tụi cộng sản với lại tụi công nghiệp, nhưng mà tại tôi tư sản thì nó khá là thương. Chắc là do mình xây mấy cái dạng này là cũng là tư hữu nè, chứ không phải là công hữu, cho nên nó là mấy thằng tư sản nó thích. Mấy ông cộng sản thì toàn cái gì cũng đòi công hữu hết. Rồi thôi chịu, cái đó là cái đối đầu ý thức hệ mà. Mặc dù là chúng ta đến giai đoạn này là qua chiến tranh lạnh rồi nha các bạn, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn còn có cái đối đầu ý thức hệ Đông Tây. Chúng ta hiện tại đang có quan hệ buôn bán với Nga, cho nên là về cơ bản ít nhiều chúng ta cũng không được lòng người Mỹ. Nhưng mà được cái thì Âu Mỹ lại cho tiền nữa. Ở kiểu này mà không theo Mỹ thì lại hơi dở. Rồi đây xây cái đồn cảnh sát lên, xây cái tòa soạn báo. Không được, đất chỗ này xấu quá. Rồi giờ tới lượt nhà dân, như là ở chỗ đó lát nữa để nhét cái tháp vô. Đây xây được mấy cái nhà dân nữa thì cũng mừng. Rồi còn kịp xây. Rồi đây ok, kịp xây cái đường đi. Rồi đi xây dựng giùm tôi cái. Đang thiếu nhân sự bên mảng xây dựng luôn, tỏ là nó xây chậm quá, hoặc lại thiếu gì người làm. Rồi cũng không ai muốn đi nuôi heo làm gì cả, nuôi heo cực lắm. Thiếu cái người làm việc ở bãi giữ xe luôn. Ây da, nãy giờ có số hạ tầng tàu xe bằng tiền tài trợ không? Bèo quá. Này trường cấp 3 thì cũng không mấy người học, có nhà thờ rồi thì cũng đỡ. Nói chung là cái ủng hộ mình nó tăng lại rồi. Nhưng là hôm nay có lại nhiệm vụ đó mà pha mình thắc mắc cái mình cần xây nó là cái gì nhỉ? À là cái này. À là ô mà cái này phải nâng cấp công nghệ cái gì ta? Cái chuyến bay sang trọng ở này dạng sân bay, mà sân bay dành cho tầng lớp trên, còn cái sân bay đó giờ mình xây là cái tầng sân bay và tầng lớp dưới, tầng sân bay bình dân.
đúng là thượng già hạ cám, 22 người nó tới ở. Ôi trời ơi, kiểu này làm sao mình lo cái công tác y tế được đây, mà được cái bây giờ lại không thiếu A lao shout động nữa out to rồi. the Tropicana police who just got a À, new chúng ta đã có home. đồn cảnh sát. Officer Mendez, you know you can strip search me anytime. Also, you forgot your handcuffs. I kept them as a little memento. And if Rồi, you need cảm them, ơn đã tới mua I can hàng take nha. your hat instead. Mình chả có nhiều hàng đã đẩy ra mà hàng mình là hàng giá trị thấp không à. Rồi đây, nói chung là đời sống bây giờ khấm khá hơn, có cảnh sát để lo trị an rồi, có tòa soạn báo rồi, giờ chỉ chưa có cái bệnh viện thôi. Chỗ này mình nhét cái tháp vô vừa để nhét luôn. Nhà thì ở free rồi, hành ra là đứa nào thấy có nhanh chân thì được có nhà ở thôi. Bên này cũng chà, tới nhập cư nhiều mà vẫn thiếu lao động ta. Chắc là mấy đứa nhập cư là mấy đứa nó chưa tới tuổi lao động rồi. Để mình coi, bấm cái game này nó làm khá là chi tiết, mình bấm vô mình coi cái vụ là được. Nè, nó im label Ford này, tức là không có trong cái bảng lao động nè. Hiện tại là nước mình là không có ai thất nghiệp nha, nhưng mà chỉ 16 người. À đúng rồi, mấy đứa này nó chưa tới tuổi, nó vô là vẫn còn đang đi học nè. Ok, hiểu hiểu hiểu. Rồi, cái đó chúng ta không tránh được các bạn. Rồi, xây nhà đi. Rồi, cho em xin thêm tí tiền tài trợ nữa đi, tại nãy anh không mua hàng của em. Rồi, bán được chút xíu tiền, nhưng mà cũng không có ý nghĩa gì hết trơn. Ai chà, cái đường vậy là hơi bị hẹp quá nha. Rồi thôi kệ, chỗ này để dành xây nhà đi, hoặc là xây mấy công trình mà nó hẹp hẹp tí. Nhiêu đây tiền chả xây được cái gì. Thôi nhanh tay xây thêm cái nhà nữa. Thứ duy nhất mình có thể xây, Nga cho 5.000. À, rồi ok thằng em, anh cảm ơn. Ôi trời ơi, mừng thế nha. Đây 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 đây, xây xây cái trạm y tế là cái phòng khám lên ngay. Ôi, cái này nó hẹp quá. Đây xây ở biển đi cho không khí nó tốt. Rồi bây giờ thì chúng ta cần cái thư viện. Mà khoan, giờ có cái nhà hát opera rồi nè. Đây mọi người vô đây nghe hát nha. Kế bên nhà hát opera là cái thư viện luôn. Còn nhiêu tiền lại để khoan, cái nhà máy đâu rồi, đúng rồi, quên mất cái nhà máy đó, thấy không. Đây đây, hên quá, còn đủ mà giờ sửa đâu mà anh làm, trời ơi quên mất. Lao động thì không đủ, thôi kệ, nó xây nhà đi. Rồi cảm ơn anh, em có tiền xây dựng rồi. Được, sao có tiền để xây cái tháp, tất nhiên là nhân vật này rồi. Ok, thì ủng hộ mình đang rất cao, tại bây giờ nói chung cũng chưa có nhiều ứng cử viên. Ok, cái này được, để xây cũng được, tính là có lượt sau là xây cái tháp rồi. Tại chẳng qua là cái giờ cái lực lượng này của mình bèo quá. Ít nhất thì cái bối cảnh này thì mình 10 cái công trình quân sự, với bên quân sự nó đòi vải lúa thật. Đáp ứng cái này là hơi bị khó luôn á. Khu này coi như làm khu dân cư đi, xóm nhà lá. Một loại toàn nhà lá không. Mà giờ chứ giờ có ai được ở nhà xịn đâu. Có mình ở được trong cái phủ tổng thống này là ngon ngon được tí thôi. Ví dụ là ở cái đảo này thì giờ mình lo cái ăn uống cho người dân là khá là ổn. Hầu như không ai bị đói các bạn. Why do we need clinics? Just grow a pair, people. Rồi, trời, 25 người nó tới ở. À, kệ nó vậy, đảm bảo nguồn lao động. Đây. Nhưng mà tới dân tới thì tới mua hàng giùm em chứ, cho em có tiền nào. Sao bán được tí tiền mà chưa không đủ để trả nợ nữa các bạn. Rồi anh, mấy anh ơi, cho em xin thêm tí tiền đi ạ. Tài trợ em tí đi cho em nước, em nước nghèo mà. Để coi quan hệ của mình với các nước khác, coi với Mỹ thì nồng ấm, với Nga thì khá là thân, tại vì mình bán cà phê cho Nga. Trung Đông thì mình không có quan hệ gì mà nó không ghét mình là tốt, mình sợ bị khủng bố lắm. Trung Quốc thì
cũng trung lập với mình, EU thì ấm rồi, ok, tại mình cũng giành độc lập, chắc là giành độc lập về chính trị. Ok, nói chung là mình với các nước lớn thì không có vấn, cái thế lực lớn thì nó không có vấn đề gì. Rồi chúng ta cũng đảm bảo được cái vấn đề y tế ở mức độ nhất định rồi. Cái này nó không biết là một cái này nó chứa được bao nhiêu xe ha. Cái này là có thiếu nữa không đấy? Ở đó đi xe nhà giùm tôi. Ở đấy tới tới mua giùm em đi. Em khổ lắm rồi. Rồi chúng ta lại bán được tí tiền nhưng mà cũng chỉ đủ để trả nợ thôi. Tiệt, nghèo quá. Mấy công trình sản xuất của chúng ta nó không có cho chúng ta được nhiều tiền các bạn. Này nó đòi hỏi cái thằng học đại học luôn. Ủa, ở cái nhà hát opera nó có mấy người học đại học nữa hả? À, cái này mình mới biết nha. Cái gì đây? À, khỏi còn gian lận mình cũng thắng. Rồi đây chúng ta xây một cái tháp quân sự đi. Có cái tháp ở đây chúng ta trấn dần ở cái chỗ này. Rồi bây giờ thì chúng ta cần một cái nhà máy. Bây giờ thì không có cái nhà máy nào ở đây mà mình dùng được hết trơn. Thôi thôi xây công trình nông nghiệp lên tiếp vậy. Dĩ nông vi bản các bạn. Đường trồng được không? Cũng là hút bên này á. Thuốc lá là sao? Mỹ thì hay mua thuốc lá. À đây, ok, ngon. Đây, có thuốc lá rồi. Đây đây, trồng thuốc lá nhiệt tình vào. Ở dưới này thì trồng được cái gì? Sao không trồng được cái... À đây lại trồng được cô tông à. Đây 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 đây. Lúa mì thì sao? Chỗ này đất này trồng coca, cacao hả? Trời ơi, cũng được đi. Không tốt thì trung bình cũng được. Rồi, kết nối lãnh thổ. Đây, nối đường, nối đường. The election results are in. Rồi, ok. Chưa có nhà máy thì cũng không sao. Đây, khu dân cư nó nằm ở đây. Được thêm 3 cái nhà. Ok, có thêm một cái lính thì học cấp 3 cho nên là trường cấp 3 thì nó dễ rồi, không nói. Cái này xây lên là không có người làm, buồn ghê vậy đó. Nhà mình cho ai đó ra quản. Để coi cái này cho người nhà mình ra quản nè. Cái này thì không ô nhiễm. Đây, cái này đi. Rồi đây, cho người nhà mình ra quản. Cái cảng thì chắc là rất cần đây. Người nhà mà mình cái này toàn hạnh phúc không ạ? Cái này nó đâu có hao bao nhiêu tiền đâu, kệ cho người. À, cái ông mà giảm đó, chắc cho vô, cho làm hiệu trưởng cái trường này chắc đẹp nè. 24 người nữa tới ở, xây nhà không kịp luôn các bạn thấy không? Nhưng mà nhờ vậy mà mình có đảm bảo đủ cái người nguồn lao động cho mấy cái công trình này. Rồi ok. Nói chung là công tác xây dựng của mình nó đang khá là ổn. Rồi đây. À chưa có, chưa cái này. Ôi trời ơi, cái mấy công nghệ này nghiên cứu lâu thiệt đấy. Rồi thôi kệ nó công nghệ đời cuối mà, đâu phải như công nghệ đời đầu đâu mà nội nâng cấp cho lẹ. Đây có hai người tới, có hai người có trình độ đại học rồi. Nói chung là kiếm người trình độ đại học hơi khó các bạn, trình độ cấp 3 tại mình có trường cấp 3 rồi nên nó dễ. Rồi đợi lượt sau mình ráng mình xây cái nhà máy xì gà đi rồi mình mới có đất sống. Vậy là chắc lại thiếu cái lực lượng vận tải rồi đấy. Rồi ráng buôn bán tiếp nào. Cái đám bên vận tải này chắc nó chạy hết hơi luôn á. Xây nhà tiếp đi. Đấy đúng rồi, nói chung là mình chưa nâng cấp cho mấy cái nông trại của mình được nhưng mà cũng không sao. Đấy, tốt tốt tốt, tiếp tục tiếp tục. Đó, dậy đi dậy đi. Quay.
thêm một cái bãi đổ xe ở đây chắc là đẹp, ngay phía sau cái nhà hát luôn. À, đúng bài rồi, mặc dù chả biết dân mình có ai có xe hơi để đi hay không. À, Nga lại cho 5.000 hả? Thằng em mình cảm ơn. Cái gì đây? Is bliss. Chắc là lại đi công du nước ngoài gì gì rồi. Thôi đứa nào một sao đó đi. Đơn giản là lỡ nó có chết đó, thì mình cũng không mất quá nhiều. Mỹ cho 10.000. Ồ, mình không có buôn bán gì với Mỹ mà Mỹ thương thế nha. Rồi đây, hay quá, xây được cái cảng ở đây rồi. Hình như bên giải trí thì nó có cái này nè. Không xây được cái cảng cá là xây cái này cũng được, cho bà con có chỗ giải trí. Chỗ này mốt làm du lịch luôn cũng được. Rồi xong, tiền còn dư để tiếp tục xây nhà. Nói chung là khu này toàn nhà dân thôi. Rồi, chỗ này nâng cấp thì chắc cũng mắc. Rồi ok, chúng ta chưa nâng được thêm một đội lính nữa đâu nha các bạn. À, mình quên nữa, mình lại chưa xây cái công ty vận tải. Mình chỉ mới xây cái nhà đổ xe thôi. Ok, làm sao có tiền lại xây. Xây 10 cái công ty quân sự là tốn lắm chứ không phải đùa đâu. Cái nhiệm vụ này chắc phải làm trong dài hạn. Rồi mà tỷ lệ ủng hộ mình rất cao nha. Có vẻ như đa phần nhu cầu người dân mình đáp ứng được đó, cho nên đó là họ không có chống đối. Rồi, cái an ninh của mình là cực kỳ tốt luôn. Cái giải trí thì hơi hạn chế xíu, thức ăn là không có lo đói. Nói chung là cho là ăn không ngon thôi nhưng mà đủ no. Y tế thì đảm bảo tạm. Nhà ở thì ở mức độ không tốt nhưng mà nhìn chung là có ai không à, có đúng một người vô gia cư thôi. Công việc tạm ổn, rất cảm giác sống ở đây rất tự do và vấn đề tôn giáo là cũng ok. Rồi đây chắc là chưa thiếu cái nhà thờ thì chỉ cần nâng cấp thôi. Rồi ok, chúng ta sắp sửa có thêm một cái mấy cái nông trại này chắc chắn thiếu người. Mấy cái nông trại này nó ăn người, nông nghiệp kiểu này nó ăn người kinh lắm. Tại vì nông nghiệp là cái ngành kinh tế mà đòi hỏi nhiều sức lao động mà các bạn. Nông nghiệp mà truyền thống á, chứ mà nông nghiệp mà chúng ta xây được cái nông nghiệp cái nông trại xịn này là nó tốt ít người. Nhưng mà nó lại dở một cái là nó đòi hỏi công nghệ nhiều quá mà công nghệ mình không có. Rồi, chúng ta là chả kiếm được nhiêu tiền, 25 người nữa tới rồi, ok, vậy là đỡ lo thiếu lao động. Lao động lại full rồi, ha ngon. À, phải vậy chứ. Gì nữa đây? Lại đòi nâng cấp quan hệ với EU, gớm khổ ông, tiền đâu mà xây nhà ngoại giao. Cái ông đó, ông có đề xuất nhiều cái hơi củ chuối các bạn. Mặc dù là biết ông đề xuất cái đó là cần thiết nhưng mà tạm thời không có làm được. Rồi đây, nói chung là có cái đồn cảnh sát ở đây rồi thì hầu như là mọi thứ nó ổn cả. Và chúng ta khí hậu ở đây thì nó không nóng lắm cho nên chúng ta đỡ lo cháy. Nó vẫn có thể cháy nhưng mà nó không phải cháy do cái vấn đề khí hậu. Rồi đây, ok. Nó cháy do rủi ro thôi mà về cơ bản thì cái đồn cảnh sát này là nó có chức năng chữa cháy rồi. Nâng cấp lên thì nó làm tốt hơn thôi. Rồi ok, nói chung là cái đất nước của chúng ta là nó đang ở trong trạng thái rất là ổn. Mình nhận được sự ủng hộ khá cao của người dân nhưng mà chúng ta vẫn quá nghèo các bạn. Chúng ta phụ thuộc vào viện trợ của nước ngoài. Mặc dù bây giờ chúng ta bán hàng là nó cũng khá là được giá rồi đấy. Nhưng mà hàng chúng ta là toàn là hàng sản phẩm thô thôi. Giờ bán đi là hầu như chỉ đủ để trả nợ. Ờ, lại cho được. Ok, Nga cho 5.000, đừng nói Mỹ cho 10.000 nữa nha. Vậy mà không bán được cái gì cho người Mỹ, mình cảm thấy mình có lỗi quá. À, Mỹ mua cá hả? Trời ơi, anh mua cá. Em lại không có cá để bán cho anh. EU xin mua thuốc lá. À, ok, mình có thuốc lá mà. Mà khoan, ông Trung Đông có mua gỗ. Gỗ thì mình không có. Chứ gỗ chế biến cũng không có rồi. Thôi khoan, cá thì giờ không có, thôi bán cho châu Âu trước đi. Mình bán cho châu Âu là thuốc lá. Thuốc lá này là chưa có chế nha, cho nó qua bệnh nó tự. Như là chúng ta đang là nước nghèo đi các bạn. Tuy là chúng ta đã thoát khỏi thời kỳ thuộc địa rồi nhưng mà về cơ bản thì chúng ta vẫn nghèo, cho nên là chúng ta vẫn phải là nơi cung cấp nguyên liệu về thị trường cho châu Âu thôi. Cái đó thì không tránh được, chúng ta phải chịu.
Rồi đây, chúng ta xây thêm hai cái quán rượu ở đây. À, một cái rồi cũng được. Chỗ này đất nó không có làm nhà, à là làm được cái nhà. Rồi thôi cũng được. Vụ gì đây? Cái này không có làm được. Xin lỗi cô, chúng ta còn nghèo lắm. Nói chung là có nhiều cái đứa mà nó cứ đất nước còn nghèo mà nó cứ đòi cái này cái kia rồi mà riết mình cũng khổ. Đây. Đây vừa nuôi cái này nuôi cái kia để chúng ta có đồ nào. Như là mình không có phát dám phát triển mà nó ồ ạt các bạn, mình phát triển là nó phải chậm rãi thôi. Tập trung về một hướng sau đó dần dần chúng ta mới hướng về những cái hướng khác được. Cái khu này để xây mấy công trình khác. Còn bây giờ thì để coi nào. Đất nước còn nghèo lắm thì chưa đòi mấy cái này được đâu. Giờ thêm lính thì cũng không ổn. Có xây cái này cho tụi môi trường nó vui thì chắc được. Rồi đây. Đây. Xây cái này cho mấy đứa môi trường nó vui. Chứ mình thì khổ lắm rồi. Đây nhà thờ ngay đây luôn. Và mình kéo cái đường vô đây một tí. Giờ mà kiếm được cái mỏ dầu cái là mình giàu ngay mà. Nhưng mà mỏ dầu thì chắc chắn là không dễ kiếm như thế rồi các bạn. À các bạn đợi xíu nha, đi mở đèn cái. Rồi 16 người nữa tới ở hả? Rồi ok, nói chung là phát triển kinh tế. Rồi ok, chúng ta xây một cái quán nhậu ở đây nè. Nói chung là nhu cầu giải trí trong cái game này thường rất là cao, mình đã xây đảm bảo là không có thừa. Rồi lại thêm nhà ở vậy. Rồi lại làm thêm một khu dân cư ở đây thôi. Được hai cái nhà. Rồi ok. Chúng ta đang xuất khẩu khá là mạnh mẽ đó. Rồi đây, nâng cấp cái nhà thờ lên tí. Cái đồn cảnh sát cũng cần được nâng cấp. Đây, opera cho mọi người. Nghiên cứu đi, rồi từ từ đi, rồi tôi tiếp cho. Như là tại mình phi nhà ở ngay từ đầu á các bạn thấy không? Cho nên là mới đầu mình hơi khổ tí. Nhà nào cũng tự tăng gia sản xuất các bạn, mô hình cái này chưa được gọi là VAC, chưa phải là vườn ao chuồng, mà này là chỉ tự trồng rau ở nhà để tự cung ứng thôi. Kệ okay, cũng được, chứ nhỏ xíu rồi làm sao vườn ao chuồng được, chỉ có là cái vườn thôi, vậy là cũng tốt lắm rồi. Mà không xây được cái cảng cá mình buồn ghê nha, ở biển mà cái vùng này hình như không có cá hay sao ấy. Rồi ok, toàn nói chung là hàng hóa này. Ồ, ngày lại cho tiền à, cảm ơn em xây cái radio lên. Sir, cái I bring gì đây? Great news. Chúng ta lấy hai công trình free đi. Chúng ta 30 người nữa tới ở thì chúng ta cũng không có lo nổi. Đây. À, cái này nâng cấp gì ta, cái đó cho khách du lịch mà mình chưa có. Nâng cấp cái này mới đúng, xin lỗi các bạn. Hứng chí quá, bấm bậy. Ủa, hình như mình bấm nhầm vô cái tòa sẵn báo rồi. À thôi không sao. Xây được cái này. Nhưng mà cái này hình như nãy nó báo là phải khoan, giờ chúng ta xây cái này nè. Chúng ta có cái mỏ rồi. Rồi đây. Ủa quên. Khoan.
đảm bảo cái đường đi nó thẳng chứ, tại vì vậy dễ cái đường nó cong lắm mà mình thì không có muốn vậy. Đây mạnh dạn đi khai mỏ đi. Đây hai cái này là quá đúng lúc luôn, tuyệt vời. Đây kết nối lại rồi, chúng ta có thêm một cái này nữa rồi, chúng ta có mỏ than chứ, cái này mỏ uranium à. Ồ, đỉnh vậy. Cái này thì chúng ta phát tài rồi. Đây khoan khoan khoan, nếu vậy thì chúng ta lại cần thêm một cái ở trên mỏ, lại không có tiền xây công ty vận tải. Rồi ok, lại đợi chuyến hàng tiếp theo thôi. Bây giờ chúng ta phát triển kinh tế mạnh rồi. Tuyệt vời lắm. Chả mấy người học. Người dân đang lo lắng về cái con số nó hơi ở đây có tí tiền để nâng cấp. Nãy xin lỗi các bạn, có vài pha xử lý nó hơi sai một tí. Rồi để coi chúng ta xây cái công ty vận tải ở đây đi. Bán được mấy cái món hàng này là mình phát tài đấy. Rồi đây có tiền nữa xây luôn cái bãi giữ xe ở đây. Mình chưa phát triển khu dân cư trên đó được, nhưng mà mình có thể xây cái nhà này, giữ xe, nhiều nhà ở đây. Ồ vẫn đầy à. Cho dân nó đi làm cho nó tiện các bạn. Chưa xây nhà khu này được. Rồi đây khoan khoan, làm ruộng tiếp nào. Ở đây trồng chuối không ngon, trồng cacao không được, trồng cà phê càng không, trồng lúa cực ngon mà lúa thì giá rẻ quá. Cô tông thì ok để đó. Cháu đi trồng thơm. Rồi có dân mình có canh chua để ăn rồi, có thơm rồi, có thơm rồi, hay quá. Bây giờ đường chỗ này trồng được luôn. Ôi trời ơi tuyệt vời. Này nó dướng cái mỏ nè, xây dày lỗ rồi để quẹo dày chút. Hơi lỗ một lỗ thì không sao, cho nó nằm ngang đi, mình kéo cái đường vô là xong. Đây kết nối vậy luôn. Rồi xong đỉnh. Đấy có đường rồi, có đường thì sẽ nấu rượu được các bạn. Mày hai cái hợp đồng mà chưa hết đúng không? Rồi ok, sắp tới chúng ta xây thêm cái cảng thứ ba nữa là đỉnh luôn á. Mình rút kinh nghiệm nhiều lần rồi, bây giờ mình sẽ xây mấy cái cảng biển của mình á, nó rải ra một tí để tránh kẹt xe các bạn. Mình xây sát sát nhau á, đến giai đoạn cuối họ phát triển giao thông rồi nó kẹt xe kinh lắm. Nãy giờ mình thấy nó chưa kẹt xe mình cũng mừng. Đồ cảnh sát của mình vẫn ồ, mà khu này nó lại loạn ta, chắc tại nhà dân như đây nhiều quá cảnh sát nó quản không nổi. Cũng đúng rồi, có cái đồ này có năm không, có năm vị cảnh sát à. Cả đống vậy làm sao nó quản cho nổi. Mà may cái là vào phần này là chúng ta không có gặp cái vấn đề trong cái khoảng là nhân sự. Nói chung là nhân sự ta đa phần có học, đều là rất là tiến bộ, suy nghĩ rất là tích cực. Nói chung là chưa có cái điều kiện để mà đi có công việc tốt thì chấp nhận làm cái công việc tay chân. Sau khi mà có cái việc mà cần người có học rồi đi làm công việc cho người có học. Nói chung là cái suy nghĩ đó là mình rất là mừng luôn á. Chứ cứ nói cái đó, việc đó kém sang không làm mà chết. Rồi tại mình phát triển bên đó thì mình xây cái cảng bên này, tách nó ra xíu. Rồi đây. Ok, đẹp. Vậy kết nối cái đường lên giống vậy đi. Rồi mà khoan, nếu vậy thì mình cố gắng xíu. Đây lại được thêm một khu nữa. Mình chưa có ý định chào đón khách du lịch nha các bạn. Rồi để
coi khu này nhét cái trại chăn nuôi vô vừa không ta. À không, hơi thiếu một miếng. Thiếu, không được. Xây cái khác. Chỗ này để dành xây cái nhà máy đi mà mình có sữa rồi. Đây, xây ở đây mình đẩy hàng ra cảng cho nó lẹ. Vụ gì nữa đây? Đã nói là không có tiền đi làm ngoại giao mà cái ông này. Đây, xây thêm mấy cái nhà cho dân ở nữa. Làm được con cái à. Nghèo quá. Rồi thôi kệ, cũng sao, tiền tài chính mình có giới hạn mà. Công nhận là nãy giờ mình ăn tiền tài trợ hơi bị nhiều luôn á. Cả Nga lẫn Mỹ đều cho mình rất là nhiều tiền. Có điều là bây giờ cái này của mình nó... À không, cái này nó đang lên. Nó lên khá là nhanh á. Cái ủng hộ của người dân thì nó xuống một chút thôi. Nhưng mà tại vì cái đó nhu cầu nó tăng rồi. Vẫn có, nó như là không có nguy cơ nổi loạn. Cộng sản thì vẫn ghét, môi trường thì không thương mình lắm. Mà chẳng qua là nó tốt hơn xíu do là mình xây cái công viên quốc gia thôi. Mình cũng không quan hệ ngoại giao nhiều cho nên là cái tụi toàn cầu nó thích liên hệ nó ghét. Rồi đây, nói chung là không thể nào vừa lòng tất cả mọi người được, cái đó thì chịu rồi. Rồi ok, để xem nào. Có 28 người rồi, ok, do đa phần là còn là trẻ sơ sinh thì không có đi làm được rồi. Đương nhiên có một người không biết sao là thằng này nó cứ bị vô gia cư nhỉ. Quan hệ với Mỹ nói chung là vẫn như cũ, không có gì khác. EU tốt hơn chút, tức là với châu Âu tốt hơn chút, do là chúng ta có cái bán thuốc lá cho nó, đúng hơn là bán thuốc lá mà còn là nguyên liệu á. Rồi ok, chúng ta chưa có du lịch nữa, tại vì có du lịch nữa thì ngon. Rồi hầu như là mấy công trình giải trí thì chắc không lo thiếu. Ô, nãy quên coi cái mạng giải trí. Cái giải trí 71 luôn rồi, trời lâu lắm rồi mới thấy được cái giải trí nó cao tới dữ vậy. Trước giờ giải trí không bao giờ nó cao được tới mức này. Rồi, cái xây dựng của mình bây giờ nó lại thiếu rồi. Rồi khoan đã, xây cái này luôn đi, xây lẹ, cái này rẻ. Rồi một cái bãi giữ xe nữa ở đây cho nó ok. Rồi chúng ta hoàn tất cái khu dân cư bên này luôn là xong. Nâng cấp cho cái nhà thờ này một chút. Thật ra là chúng ta cũng chưa cho gì. Ví dụ như nhà thờ giờ không thiếu các bạn. Cái ủng hộ của mình thì bên quân sự ít hơn bên tôn giáo, tại mình xây nhà thờ nhiều. Hai cái nhà thờ luôn mà mới xây có một cái tháp à. Một cái tháp cho bên quân đội á. Rồi thôi không sao. Cái này mình chưa nâng nữa là cũng thiếu đây, mà cũng sao dân mình nó chưa có đi bệnh viện nhiều. Cái này thì thiếu luôn. Nhưng mà nói chung là vừa vô là có đủ người làm liền. Ok, nói chung là cái nhập cư của mình nó chậm rãi vậy nè, mình đỡ lo nhiều cái. Này đảm bảo là đầy người làm ngay, à chưa đầy, gần đầy thôi. À, cũng mừng. Vậy coi đây chỗ này nè, cho mấy cái nhà này nó cảm thấy ồ lại có tiền tài trợ rồi. Ôi giời ơi tuyệt vời. Đây cứ thế thì em sống thoải mái một tí. Rồi đây, khu dân cư bên này là coi như ok. Bây giờ tới công trình quân sự xíu đi. À mình nghĩ là mình cần cái phòng khám ở đây hơn. Đây, bây giờ mới xây tới cái này. Ngọn hải đăng lâu để hơi lâu rồi đấy. Cái quân đội giờ chỉ có xây được cái tháp thôi. À, để đi nâng cấp đi, cái này rất là cần đây này. Đây, ok, ngon. Chỉ có cái những cái liên quan tới điện, không có quân đội, chắc là nâng cấp tí. Rồi, không đủ 4.500. Tiền nó tuột lẹ lắm các bạn. Rồi đây, nâng cấp cái tòa soạn báo lên tối đa. Ví dụ là bà con đây là có thể con ngồi coi thoải mái rồi. Rồi đây, bắt đầu khai thác rồi. Mà cũng là khai thác cái này đem đi bán nguyên liệu thô thôi các bạn. Từ từ, mình cũng muốn xây cái nhà máy xì gà lắm rồi đây.
Đây chắc chắn là không lo thiếu sữa. Ây da. À đây được một mối buôn bán nữa. Bây giờ để coi coi. Mỹ mua cá, à mua chuối, Mỹ mua chuối. Mừng quá, mừng quá. Mà nó tệ quan hệ không đủ tốt để bán. Châu Âu lại mua thơm mà. Trung Quốc, à cà phê cái này bán rồi. Gỗ vàng thì không có, cái này cũng không có, cái xe hơi cũng không có. Nó Mỹ muốn toàn nó đòi mua cái này thì nó lại đòi quan hệ các bạn, khổ thiệt. Nó hợp đồng được 15 năm luôn á. Rồi thôi bây giờ không bán được thì chỉ có bán cái thơm cho châu Âu thôi. Rồi đây em cảm ơn, mình lại thân với châu, mình ở châu Mỹ lại thân với tụi châu Âu hơn là thân với Mỹ các bạn, buồn ghê vậy đó. Rồi đây. Nãy giờ mình nhận tiền tài trợ của Mỹ hơi nhiều ấy. Mà không bán được cái gì cho người Mỹ, mình cảm thấy là mình không làm tròn bổn phận lắm. Rồi thôi ráng bán hàng tí nữa mình xây thêm một cái nhà máy xì gà nào. Mấy ông người Mỹ nhớ mấy ông mua xì gà nhiều lắm mà ta. Hàng hóa thì giờ nhiều rồi. Lao động thì chắc không thiếu mấy. À, cũng bắt đầu thiếu nhiều đấy. Tại mình xây mấy cái này nó hao lao động lắm. Nó đòi cái hệ thống cái đòi hệ thống cấp nước. Mà cái hệ thống cấp nước á, thì mình lại không có điện. Nãy giờ chưa xây được nhà máy điện nữa tại không có than. Tưởng cái này than quá ra là uranium. Uranium giờ khai thác lên chỉ có bán thôi, cái mỏ than nó nằm xa quá. Mà nhập khẩu than thì không có tiền. Nãy giờ là toàn âm cố thôi. Kiếm được đồng nào là tiêu hết cái đồng đó. Rồi. Rồi nào, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi hôm nay chúng ta cố gắng, nói chung là nhiệm vụ là hôm nay chắc chắn chưa sao đâu, cái đêm này chắc phải 2 hoặc 3 tập. Rồi đây, ok mừng quá. Bây giờ chúng ta xây cái nhà máy xì gà được rồi. Đây. Bên cạnh đó thì chúng ta cố gắng chúng ta xây thêm cái nông trại nè. Chụp hình đó, nhưng phải hồi hết tiền đấy. Bây giờ thì mình cần đường. Mình phải có đường mình nấu rượu được. À chỗ này trồng đường ngon nè. Đây một đống nông trại trồng đường luôn. Cái vụ nâng cấp thì để sau đi. Bây giờ chúng ta cần cái số lượng. Cái chất lượng thì tạm khoan bàn tới. Đây rồi tiền còn dư để xây nhà. Được hai cái nhà. Rồi thôi nhiêu đó cũng mừng. Hai công ty xây dựng của chúng ta là đang làm ăn là hết cỡ luôn đấy. À, chúng ta có cái này rồi. Ở đây nâng cấp rồi, cái này rồi. Cái tòa soạn báo cũng rồi. Cái này thì chưa đủ tiền. À đây đây đây. Cái này là tăng dân số. Rồi kệ nó tăng dân số một tí. Cái thằng này nhà ở nhiều lắm mà không cứ ở cái nhà lá đây làm gì quyết. À mà thằng tội phạm. Tội phạm á, nhưng mà giờ không có tiền để mà tấn nó. Đó, nãy giờ mình không có gì ta. Rồi bán hàng tí nào chúng ta. Tụi nhân viên cản đâu hết rồi. Đây. Hạt lại thiếu tiền, tiền nó tuột lẹ quá. Mình không có xây công trình du lịch được. Đây rồi, chú đừng có tào lao với anh. Rồi được ở kế cái bệnh viện về là sướng rồi nhá. Xây cái nhà giữ xe ở đây luôn. Rồi xong. Chúng ta đang xuất khẩu khá là quyết liệt. Rồi đây. Chuẩn bị lát nữa có tiền mà tiền nó dương á, chắc là chúng ta ăn tiền tài trợ á, chúng ta sẽ xây cái nhà máy nấu rượu. Đây rồi, giờ chúng ta đảm bảo là chúng ta có đủ đường. Giờ rượu thuốc lá gì mình giờ có xì gà để bán luôn rồi chứ không phải. Ở đây có đủ không?
À, ok, đủ, chúng ta có sản lượng chúng ta nhiều mà. Nhà đảm bảo đầy người ở là con đứa vô gia cư nữa. Rồi đây quán rượu xịn đấy nhá. Biết nhu cầu người dân sao rồi. Giải trí rất cao, tội phạm mà tương đối ổn nhờ mới xử bắn hết một thằng. Đồ thức ăn là không lo thiếu luôn. Chắc là chỉ có điều là chưa có cao lương mỹ vị thôi. Y tế hơi thiếu. Nhà ở thì 10 đứa vô gia cư sao nhiều thế. Thiếu nhà ở dữ vậy sao. Công việc thì có thể nói là không vừa ý nhiều người lắm. Nhưng mà nhìn chung thì nó ở cái mức mà họ chấp nhận được. Tự do, rất tự do, tôn giáo cũng ổn. Nói chung là mình có lo công tác tôn giáo. Lại một cái thằng tội phạm. Nhưng mà bắn nhiều quá là cũng mệt đấy. Nó sẽ làm là mấy người nhà nó sẽ làm loạn. Đây. Ok, không phải mà nói chung là nó không có tự lót cho bạn. Mình phải bể vậy nè. Rồi sau đó khi mà... À đây, tuyệt vời. Khi mà có tiền rồi mình bấm qua một cái mới được. Đây, nhà máy nấu rượu đâu? À, thì thiếu tí tiền à. Rồi, đợi xíu. Rồi, ra cảng làm việc lẹ. Presidente, tropical await election. À, tất nhiên người dân vẫn ủng hộ mà 81% lận. Mặc dù không cao được như ngày trước nhưng mà cũng khá là ok. Rồi, đây, nhà máy nấu rượu đây. Ôi trời ơi. Đây, tự sản xuất rượu ra khỏi nhập khẩu rượu nữa. Bây giờ bên cái mảng giải trí thì đây, bà con ra biển chơi đi. Xây sẵn cái này mốt đón khách du lịch luôn các bạn. Tại khách cái công trình du lịch bên này nó tốn quá, mình không xây nổi. Đây là xây được mỗi cái này thôi là muốn hết tiền rồi. Mà kệ xây đi, cũng phải chào đón du khách tới với cái đảo của mình chứ. Họ đi du lịch rồi họ thấy cái đảo này ngon, họ mới chịu đầu tư. Fast food, cái gì mà fast food. Điện đâu mà fast food. Nãy giờ hầu như chả nâng cấp cái gì mấy. Có thêm một cái bệnh viện ở đây nữa rồi, ok, y tế cũng đang tạm ổn. Rồi thôi, thôi cho dân mình nó đẻ, khuyến khích dân mình nó đẻ đi các bạn. Chúng ta đỡ phụ thuộc những cái nguồn nhập cư, chứ bây giờ lao động mình là thiếu cũng khá là nhiều đấy. À rồi đây, nó không... Rồi đây, công nhân hầu như không thiếu các bạn không? Cái trường học của mình nó đào tạo khá là nhiệt tình. Ở đây có những mặt hàng có giá trị để bán cho nước ngoài rồi. À, cái hợp đồng bán cà phê với Nga đã hết. Bây giờ tôi đi bán cái khác, bán thơm cho Âu thì bán rồi, bây giờ bán cái khác coi. Bán lông cừu thì mình không có, thuốc lá thì có ba đang bán rồi, chúng ta lại bán cho châu Âu nhiều thế, chúng ta đúng là gốc là giờ những cái này là những cái không có thôi. Xì gà thì mình không cần nhập khẩu, mình chế được mà. Bán thơm mà. Rồi thôi vậy đi kiếm chỗ trồng thì là làm thêm cái nông trại thơm nè. Chỗ này tự nhiên nó xanh được miếng thì nó lại đỏ, nó buồn ghê nơi. Rồi thôi không sao. Đây, thêm mấy cái nông trại trồng thơm nữa để có cái mà bà đi xuất khẩu. À, kéo đường đi nè. Kéo thêm miếng nữa. Kéo sẵn cho tương lai luôn các bạn. Rồi kéo từ đây qua. Rồi bây giờ để coi chuối, cacao, cà phê, đây cà phê đây. Chuẩn bị trong tương lai chúng ta có thể sẽ phải xây cái nhà máy len, cho nên là chúng ta tranh thủ chúng ta làm cái này một chút. Đây, đi chăn nuôi cừu đi. Đây, ba chỗ chăn nuôi cừu. Mình ráng mình làm thêm vài cái nữa coi. Lúa mì, đây là lúa mì là để đảm bảo dân mình có đủ ăn. Này là đảm bảo an ninh lương thực thôi, chứ còn cái này không xuất khẩu được, xuất khẩu không có nhiều tiền hết trơn. Nghèo lắm các bạn.
khu dân cư. Đây bên này khu dân cư chưa xong mà. Cho bên này xong đã. Đây, bên này dân cho nó đi, nó làm việc nhà máy nè, nó cần là nó này lắm. I am so furious. Nổi loạn mình bắn hai thằng rồi bắt đầu sẽ có nổi loạn thôi, dễ hiểu mà. Sao mình có đủ lính để trấn nổi loạn, đã có một thằng nổi loạn mà nó mình có tới hai đội lính lận, đội nó như là này, mấy thằng commando nè, đặc nhiệm luôn với hai đội dân quân, đủ sức trấn áp. Còn commando mà để cái đám nổi loạn này nó đánh bại nhục lắm á nha, à nó đánh vô cái tháp của mình, tháp mình chưa có súng máy nhưng mà cũng chả sao. À, bây giờ chúng ta để bất ổn chính trị thì mình cũng hơi lo rồi đấy, nhưng mà không sao các bạn. Rồi đây, nói chung là chúng ta cũng đón được, chưa đón được khách du lịch mới xây xong thôi. EU cho tí tiền, ok. Cảm ơn. Để xây nhà. Rồi khoan. Cái bãi giữ xe đâu? Đây. Rồi, chỗ có dư thêm một chỗ để nhét cái tháp vô rồi các bạn. Ôi giời, hai lại có người tới định cư, nhập cư nữa à. Ngon. Đúng lúc mình đang rất cần. Ồ mà ủng hộ mình rớt xuống còn có 67 à. Đây. Nhà ở đây, nhà ở đây. Đây thêm một cái này nữa. Rồi chúng ta lại xây thêm nhà ở cho dân. Rồi thêm một cái nhà thờ nữa nha. Đây. Nhưng mà bây giờ phải lo cho quân đội xíu rồi. Cái này thì không xây làm gì cả. Đây. Xây cái nhà ngoại giao lên và chúng ta sẽ cố gắng đặt, chúng ta ở châu Mỹ thì phải thân với Mỹ, tại vì chúng ta đang không buôn bán được với người Mỹ cho nên là chúng ta phải chấp nhận là buôn bán với người khác, nhưng mà vì chúng ta vẫn phải duy trì quan hệ với người Mỹ. Ồ, bệnh viện bắt đầu thiếu rồi đấy. Cái gì đây? Cái này còn đáp ứng được, xin lỗi nhé, đủ nhà ở thôi chứ không nhà ở chất lượng cao được đâu. Nó đòi hỏi đủ thứ hết trơn các bạn. Có nhà ở rồi lại đòi hỏi là nhà ở chất lượng cao. Vải lúa thật. Nè, khách du lịch cho ở cái nhà này thôi. Cái cabana nó vô là cho đi du lịch homestay thôi các bạn. Còn không chịu nữa là thôi. Rồi đây. Cái bệnh viện đâu rồi ta? Đây đây đây, bệnh viện đây. Rồi bà con ta ráng, ta rải mấy cái bệnh viện ra nè. Chỗ này chưa có rồi, để ráng nhét cái bệnh viện vô. Bên này luôn đi. Ở đây có cái nông trại. À quên, ở đây xây cái nông trại được nè. Chuối, à đây đây, chỗ này trồng chuối được. Ồ mà nó chỗ này nó hơi nhỏ ta. Ok cũng được. À ha, đây đây đây, xây được mớ nhà đây nữa. Ồ chỗ này dư ra một lỗ rồi lại nhét cái tháp vô. Ngon. Rồi, cuối cùng thì để coi nào. Còn cái gì mình quên nữa không ta? Một cái này nữa. Để coi trồng cái khác đi. Chỗ này trồng đường được nè, hay quá. Rồi, vậy là chúng ta có rất nhiều đường.
Rồi vậy đi, xong đó. À có bãi giữ xe đây rồi. Vậy lát để nhét cái khác vô. À đây chắc nhét cái quán rượu vô là đẹp. Đây bà con khai mỏ mệt thì vô đây uống rượu nha. Đấy mình thương dân ở mức đó, biết công nhân là có nhu cầu nhậu rồi sao mỗi giờ làm việc. À, lo xây cho dân ngay. Đây xây một cái này ở đây luôn đi. Rồi. Ưu tiên xây cái này cho lẹ để nó đi xây mấy cái khác. Rồi. À, cũng một hơn tiếng rồi đấy. Cho nó xây mấy cái này xong rồi cái mình tính tới cái việc mình cho nó mình sẽ ngưng cái tập này ở đây. Nói chung là tại cái này nó hết nên mình mát đời ngay từ đầu là nó không có chuyện lên đời nữa. Cái trường cấp 3 nó có hỗ trợ nghiên cứu khoa học không ta? À không, nó đào tạo nhanh nữa, trường đại học với nghiên cứu khoa học. Tại nãy giờ không có nhu cầu, không có khả năng xây cái trường đại học các bạn. Ồ, Nga rồi đây, ok, chúng ta chọn đặt quan hệ ngoại giao với Mỹ. Ồ, quan hệ nồng ấm quá. Đây. Nhưng mà bây giờ lại không có cái không có cái gì cả. À có sắt để bán cho Mỹ mà không còn lại không có cái cảng biển. Đây. Nói lên đây. Vậy đi xa xa tí. Ở chỗ này là muốn có nhà ở phải không? Đây, nhà ở sát ngay đây. Đây thêm một cái công trình xây dựng ở đây nữa. Làm việc cho nó lẹ. Đây. Đấy, bà con đi làm công nhân xây dựng đi. Mà buồn nhé, cái cảng cá nãy giờ xây không được. Ráng xây thử coi. Không có cá các bạn. Cái đảo này nó không có cá. Mà không có cá thì bắt buộc phải làm du lịch thôi. Rồi thôi mời bà con đi tắm biển ha. Rồi đảm bảo xây cả đống về mà nó còn bảo nhu cầu giải trí không đảm bảo nữa mình cũng chịu luôn ấy. Vậy xây vậy đỡ kẹt xe. Mấy cái cảng hàng hóa nó nằm xa xa nhau. Rồi bây giờ làm đường nữa. Cây nó làm choáng cái tầm nhìn của mình. Rồi xong. Khoan khoan kéo đường được nữa mà. Đây. Ok. Nhỏ tí rồi xong. À, chúng ta tận dụng cái nguồn biển, cái bờ biển, đường bờ biển chúng ta để chúng ta làm cái khu vui chơi giải trí. Rồi đây còn dư tí tiền ta xây thêm cái này coi. Đây, tập trung khách du lịch về một chỗ cho dễ quản. Chà, thiếu lao động quá ta. Dân đông mà vẫn thiếu à. Công nhân hầu như không thiếu. Ây da. Đây nâng cấp cho mấy thợ mỏ xíu. Làm mỏ cực lắm. Cái này không hiện đại hóa được các bạn nha. Hiện đại hóa là nó tốn cái ấy. Bấm nhầm nó khó thiệt. Rồi thôi cái này thì cho hiện đại hóa đi, mình lấy lúa mì mình nuôi cũng được. Rồi đây phải thêm cái chỗ trồng lúa mì.
tại mấy cái nông trại hiện đại, trang trại hiện đại thì nó lại không có nuôi gia súc bằng cỏ mà nó lại nuôi bằng lúa mì các bạn. Củ chuối ở chỗ đó đấy. Rồi, ok, bất quá thì cho nuôi bằng lúa mì luôn không sao. Hơi tốn tiền tí mà chịu, chấp nhận. Đây, nâng cấp cái trạm y tế lên cho nó có sức chứa nhiều bệnh nhân hơn. Chúng ta chưa xây bệnh viện được, ta chưa có điện xây mấy cái phòng khám này, chúng ta chấp nhận. Đấy, đi xây dựng đi, nhiệt tình lên, đừng để công nhân của chúng ta ở ngoài đường. Ồ, EU cho tiền nữa, ngon thế. Đã thế tới lúc nâng cấp mấy cái bệnh viện này lên rồi. Đây, đã thế là đảm bảo dân mình có chỗ chữa trị nha. Rồi ở đây nẻ nhiệt tình vào. Lại có nổi loạn à, mà nổi loạn rất đông nha. Mấy cái tháp này tính ra cũng phải nâng cấp đấy. Hear me out, old boy. Đòi hai cái này luôn thì ở đâu ra? Tiền đâu? À, cái tháp của mình. Nó đòi hỏi quá đáng. Đây, nhà thờ đây. Nhà thờ này thì được. Great Giant Tropic. Đây, thêm một cái nhà thờ ở đây nữa này. Nhà thờ này thôi, nhà thờ kia toàn cái đám học đại học thôi, không có tiền để mà nuôi. Xây một cái doanh trại ở đây chắc cũng được. Đây có gì mình trấn nổi loạn cho nó lẹ. Bây giờ chắc đông quá lại thiếu cảnh sát nữa đây. À, biết ngay mà. Đây cái đồ cảnh sát đâu rồi? Cảnh sát mà theo đúng lý thì phải lãi ra nữa. Mấy cái đồng trại đây đi. Rồi, ok. Đây đây, chúng ta đi bán đồ cho người. Cái gỗ thì không có. Bây giờ lại không có gì để bán cho người. Ga thì làm gì, em không có ga đâu. Có rồi, em đã dùng rồi. Đồ gỗ thì không có, kim cương cũng không có. Khổ thiệt. Mấy ông này không mua lúa mì, mà lúa mì được nhiêu đâu. Này bán nhiều rồi. Lại xuất sang thuốc lá sang châu Âu à. Nguy hiểm quá. Gỗ không có, basuti cũng không có. Ây trời ơi. Mà giờ để không về phí lắm. Rồi thôi lại đẩy thuốc lá ra đi. Mình kiếm chỗ mình trồng thêm thuốc lá. Ồ, tự nhiên nó bị đỏ một mảng ở đây dở ta. Đây. Đấy, nhà ở đấy nhiều lắm. Rồi thêm một cái tháp ở đây nữa. À, rồi là ngon. Nãy giờ mình mở rộng rất là nhanh luôn á các bạn. Hoặc à, lại không có người chịu làm việc rồi. Thì khổ mấy ông thợ mỏ này, phải trả lương cao mới chịu làm. Trả lương thấp quá nó công việc cực khổ quá nó không chịu làm các bạn. Ê trời, vừa bấm cái nó hết tiền chứ. Chà, 76 ủng hộ nó cứ giảm dần. Tại vì nhu cầu nó tăng lên, nó vẫn 63 nè. Cái giải trí nó không có tăng lên, cái tội phạm nó giảm quá.
nãy giờ mình chả trấn được thêm thằng tội phạm nào. Cái an ninh nó giảm do mình mở rộng nhanh quá mà không có đảm bảo được một số cái khác. Wow. Rồi ok, hầu như là mấy khu du lịch là đầy. 22 người nữa tới ở. Ok. Rồi thôi, chấp nhận luôn. Đây, nâng cấp lên. Bây giờ mà nâng cấp, bây giờ mà nâng cấp hết mấy cái nông trại, trang trại này chắc mình nghèo luôn á các bạn. Đây, chúng ta cực kỳ thân Mỹ nha. Rồi đây, thấy thằng tội phạm nào báo để anh bắn nó, cho nó lên lại cái an ninh mới được. Chứ cứ cái an ninh vậy làm sao cho khách đi du lịch được. Nó báo đỏ chủ yếu là khu này nè. Hay dạ, đông như vậy à. Cái này thì khổ, cứ đòi cái này đòi cái kia hoài mệt quá. Rồi đây, đây nhà ở đây. Thế này thì không lo thiếu nhà ở nữa, cho nên đừng có quậy giùm tôi. Rồi xong. Thiếu người làm. Rồi lại có người làm ngay. Giờ thì hầu như chúng ta không lo cái vấn đề nhập cư mà nó thiếu chỗ ở, thiếu cái gì nữa. Rồi mà lao động nó thiếu nhiều vậy. Dân đông vậy mà thiếu dữ ta. Rồi chắc là đảm bảo là giờ tới cái vụ anh, cái lực cái này nó đang cái nước Caribe khác nó đang tăng lên nè, còn mình thì nó cứ đứng chững lại ở mức sáu mấy. Đây nè, tới 130 mấy người, đa phần là trẻ con đây này. Thiếu lao động quá, mình không ép trẻ con lao động được nha. Bên cộng sản nó quậy mình đó. Đây, để thế phải thêm một cái đồ cảnh sát nữa vậy. Ây da. Rồi, đáp ứng cái nhu cầu của bọn bên tôn giáo luôn. Đây, thích nha. Rồi đây, hầu như là giải trí xây lên cái là đầy ngay. Rồi, giường bệnh không đầy nữa là tốt. Dân bị bệnh nhiều quá thì khổ. Quan hệ với mình với Mỹ khá là tốt. EU lại cho tiền, tại mình muốn bán với EU nhiều, nó sẵn lòng nó tài trợ mình các bạn. Đây mấy cái nhà máy này, giờ cái nào mà chưa tôi nói chung là chưa có để chưa cái nào điện thì thôi khỏi nâng cấp, chưa nâng cấp được. Nhưng mà còn cái nào mà không cần tiền, không cần điện thì cứ chơi. Mấy cái tháp này phải có súng máy này thì chắc là nâng lên được rồi. Cái này đó, lính đặc biệt cho anh vậy mới giữ đất được. Đây hầu như là chuẩn. Cái này du lịch này được không ta? Đây ok, cái nghiên cứu công nghệ chắc nãy giờ chưa nghiên cứu xong cái này nữa quá. Như là từ từ phải giàu lên đã, bắt đầu mới đẩy mạnh cái nghiên cứu lên là xây cái sân bay xịn được. Cái nhiệm vụ này làm nhất phải mất 5 tiếng đồng hồ là có nổi loạn rồi đấy. Mà nó đã loạn ở đâu rồi trời.
khu ở chỗ này nó nhắm cái nông trại mình nó tương chứ. Ồ khu này chưa, nó biết lính mình ở dưới này, tao đang tập hợp ở dưới nè. Ây da, thằng nổi loạn này láo nha. It's only logical that we establish... Này không làm được. Chà. Nó đánh úp bất ngờ vậy mình chịu rồi. Cho xin tí tiền để sửa lại cái nông trại cái. Đúng rồi. Đấy. Tới đi. Đó ok, cảm ơn. Nó không có cái danh trại quân đội trên này là nó khinh mình. Đây. Một cái đồ lính ở đây. Anh quê chú rồi. Giờ là xe tăng sẽ nói chuyện luôn nè. Nhờ ông xây cảng cá xây mấy cái này nhiều thành ra là dân mình nó đi giải trí là thoải mái. Đây súng máy đây. Nhà thờ. Chúng ta bỏ tiền nuôi quân là hơi bị nhiều, khoan giờ đầu tư cái giáo dục nè. Đây, tự chủ cái nguồn giáo dục đại học của mình. Nhà ở khu này rất là nhiều mà không có ai ở cả. Giờ không xây thêm nông trại được nha các bạn. Chúng ta thiếu lao động rất nhiều luôn á. EU nó cho tiền viện trợ mà Mỹ lại cho rất nhiều. Tại vì mình thân, rất là thân Mỹ. Nè nó tốt cái an ninh lên rồi đây. An ninh tốt lại rồi. Lên là sao lâm. Nhà ở thấp quá rồi. Rồi chào mừng mọi người tới nhập cư nha. Nói chung là tới năm 2006 rồi cái đảo này vẫn chưa biết điện là gì. Tội nghiệp. Ở đây chúng ta có đủ lúa mì để cho mấy con này ăn, nó sản xuất tơ đồ. Mà khoan, mình xây được cái này rồi đúng không ta? Rồi xây được cái này rồi, tốt. Đây nào, bắt đầu chúng ta sản xuất tơ ra chúng ta bán. Hầu như công tác xây dựng của mình nó làm khá là nhanh. Không sợ cháy, không gì hết. Khá là ok. Càng lúc mà chúng ta càng cần nhiều cảnh sát hơn các bạn. Cảnh sát hầu như không bao giờ là đủ luôn á. I am so furious. Nữa hả? Đâu đây? Ở đây à? Mà ở đây thì dở rồi, tại cái danh trại ngay đây mà. Great giant tropical star. À bên này nữa à? Thế thì dở rồi, mình trấn lẹ lắm. Oh yeah, nữa hả? Rồi, ok. Cho ở dân chủ quá riết quen thôi. Giờ thì là láo là trấn luôn. Đây chỗ này hai cái này luôn đi. Chà, thiếu lao động quá. Chúng ta phải đợi mấy đứa con nít lớn nữa. Năm 16 mà tới 100 mấy nè. Ok, mới có 6 đứa là nó như là vẫn phải đợi cái nguồn nhập cư thôi các bạn. Đây. Chúng ta hơi thiếu trường đại học, người học đại học tí. Thiếu cái người làm bên du lịch luôn đây. Mặc dù là người đó không cần đào tạo nhé. Mỹ lại cho mười mấy ngàn, ok. Quá đỉnh.
này thì hầu như khoan cái này giờ nâng cấp được rồi các bạn, tại vì chúng ta không nâng cấp cái này nó đào tạo chậm lắm. Rồi đây, ôi giời ơi, 24 người nữa tới ở. Vâng, quá cảm ơn, tới ở nhiều nhiều giùm em. Đấy, nhà ở nhiều lắm, thích căn nào cho căn đó. Có bãi giữ xe gần đây luôn. Chỗ này đất vẫn tốt, chưa cần nâng cấp. Cái gì đấy? Cái này không đáp ứng được, xin lỗi. Đây, nâng cấp cái này lên thì được. Đây, trường đại học thì hỗ trợ nghiên cứu khoa học nha. Giờ công nghệ chắc lẹ hơn rồi đó. Mà còn ba mấy tháng nè, cũng mừng. Nhập cư tiếp đi, tôi đang cần người nhập cư. Nổi loạn, đánh là nổi loạn nữa hả? Chà, đồng thế. Đây, nâng cấp lên xe tăng xịn. Nhào vô là mấy cái tháp nó bắn liền. Nổi loạn này, bà đặt nhào vô chơi tháp là dở rồi. Ở đây mình cũng có chạy lính. Để coi nào, mấy cái chính sách của mình đâu rồi ta. Cái chính sách hiện đại nè. Cái gì đây? Cái này thì không cần, mấy cái này ta không cần các bạn. Chủ yếu là bây giờ mình phải không, cái này tốn tiền lắm. Bây giờ chúng ta cần tiền. Để coi nào, chúng ta cố gắng thêm mấy cái an sinh xã hội thì chắc được. Đây, thêm cái an sinh xã hội mà mình nghĩ là mình cũng không muốn tới cái gì đây. Đây, chúng ta chọn cái này đi, nó giảm cái nổi loạn, mình không muốn thấy nổi loạn nữa các bạn. Our generous presidente has found it in his heart. Presidente, Tropicans await elections. Rồi, tất nhiên còn 69 nữa, buồn vậy. Hát opera phải có trình độ đại học luôn. Rồi ok, hai cái ngân hàng thì đáp ứng được. Để xây. Còn ngân hàng bự hơn mình nghĩ. Nhét vô mấy chỗ này không vừa các bạn. Chà. Chà, còn chỗ nhét cái tháp vô hả? Đã nha. Rồi ok, ngân hàng. Đây. Rồi xong. Đúng ý chưa? Phải đợi nhập cư nữa. Còn giờ 8 tháng rồi. Một số cái cạn nó 8 tháng nó mới tới các bạn. Không phải 6 tháng nữa. Đây, giảm được nguy cơ nổi loạn rồi. Này chắc bà con tới chơi chắc cũng nhiều. Đây, phát triển nhanh, mình mở rộng nhanh quá, bây giờ chắc chỉ có lo nâng cấp thôi. Chứ còn không thể nào mà xây thêm được nữa, tại giờ không có lao động. Cái này là không có điện không được. Mà nói chung là sản xuất vậy là tốt rồi. Mình thì hình như không có bán cô tông. Ở mấy cái nông trại trồng cô tông, mình nhớ mình có chỗ trồng cô tông mà ta. Đây cô tông đây. Có đứa làm việc mà, không lo thiếu. Rồi báo là thiếu cô tông à, khổ không.
ưu tiên nâng cấp cho nó trước đi. Đây. Rồi khoan. Đây là thêm một cái này cho nó đi giao hàng cho nó lẹ. Đây, đó ok. Thiếu lao động nhưng mà vẫn phải xây thêm các bạn. Nguyên cái nông trại này có một người làm sao hái kịp. Đây cố gắng nâng cấp đi. Rồi xong, có tiền giờ đi nâng cấp các bạn. Tới lúc phát triển theo chiều sâu rồi. À đây đây ok, đừng có buồn em tội nghiệp. Em rất cần anh thương. Đây nè, được ở gần cái ngân hàng ở nhà thờ tốt rồi. We have an opportunity. Khoan để mình chết lại lần cuối coi. Cái gì ta dân càng lúc càng nhiều đứa nó ra ngoài cái lực lao động mà vẫn có hai đứa thất nghiệp hả trời. À nó không kiếm được công việc như ý. Rồi cái gì đây nào? Quân đội 88, nhà thờ 82, hàng này cực kỳ thương mình. Cộng tư sản cực kỳ thương luôn, mát luôn. Cộng sản thì không ghét nữa nhưng mà không tụi môi trường thì cực kỳ ghét. Công nghiệp thì rất thương, hàng này thì vẫn bình thường, không có gì để nói, mặc dù hàng này nó xanh nhiều mà vẫn không vừa lòng. Hàng này thì đỏ luôn mà vẫn 52. Quá tài. Quý có là con biết có đưa la lộn không mà rất... mà cái đám toàn cầu hóa này nó nhiều hơn nè. Anh đang phải ưu tiên làm vừa lòng cái đám đó. Cái tụi môi trường thì nó đông hơn cái tụi công nghiệp nhưng mà nhìn chung thì mình chưa làm gì được cho tụi này. Rồi ok, nói chung là được, là nói chung là trên 50 là an tâm rồi, bất quá thiết quân luật luôn, mình có tiền mà. Sức khỏe của dân thì cũng đang được đảm bảo rồi, ta cũng không lo lắm. Rồi đây, đủ giường bệnh cho tất cả mọi người nha. The election results are in. Rồi để xem nào. Ok, có người đang đi học đại học rồi. Cái này chưa được nâng cấp rồi này. Ok nè, giờ cái trị an hầu như là nó tốt gần hết ở mọi chỗ. Có cái chỗ ven biển này nó hơi xấu thôi. Bây giờ cũng không còn chỗ cái đồn cảnh sát ngay đây mà nó vẫn xấu được, đúng là buồn. Rồi đây, mặc dù chưa thấy có cháy mà cứ nâng đi, phòng cháy hơn chữa cháy các bạn. Rồi đây. Splendid old boy, Tropico is most certain. Mà global đi, mình đang cần người chứ không có cần công trình. Tháp này chưa có súng máy nè. Đây, tốt. Cái tiền vô tôi vô túi thì chắc không cần. Để coi đây đủ người không ta. À, thiếu quá, thiếu quá. Mà nhìn chung là vẫn được khách du lịch tới hỏi thăm nhiều. Nói chung là ổn. Ở đây không có bãi giữ xe hả? Rồi đây. Dân tới đông đông thì mình biết ơn. Chỗ này mà vẫn thiếu cô tông mà nó không làm việc được các bạn. Ủa mà nó ra hàng nhiều lắm mà ta. Chà, thiếu lao động quá. Đây, trả thêm lương cho nó làm. Đây, đây, đây. Despite the bank's benevolence and responsibility, the unfit everyman for his... Giảm thuế hả? Trời ơi, đang về mà còn đòi giảm thuế nữa, có chết người không? Cái giảm thuế nó nằm ở chỗ nào? Đã miễn phí nhà ở rồi, cái này là khoan dung cho mấy cái đứa làm loạn rồi. Mà nó còn đòi tắt kết nữa thì ở đâu mà chịu cho nổi. Đây 37.000, trời ơi kiếm đâu ra đủ tiền để áp dụng cái này đây. À, tiền lên trả được không được 20.000 nữa, cái đó nó toàn đòi mấy cái tiền cái này không mà không đáp ứng được. Mà thôi kệ, ráng gồng mình lên đáp ứng chứ biết sao giờ. Rồi đây tàu ơi, tới lẹ giùm em.
Đây, thích thì chiều. Chơi luôn. Đấy, vừa lòng chưa? Đấy. Ráng là chiều lòng dân lắm rồi nha. À đây. Ok, ổn rồi. Bên này cô Tông nữa nè, nâng cấp cái này luôn đi. Giờ chúng ta đang rất ưu tiên cho cô Tông các bạn. Có xe tăng ở đây rồi luôn, đứa nào mà làm loạn là xử liền. Cái gì đây? Tropical spiders. Lại đòi nữa, thôi đủ lắm rồi nha, hết không có đáp ứng được nữa. Đây. Chứ mà giờ cái số con trẻ con nó sinh ra trên đảo nhiều rồi, nó không, chúng ta không phải dựa vào cái nguồn dân nhập cư, nhưng mà đợi nó lớn thì lâu quá. Rồi bây giờ để coi nào, 67, 65 mình thấp hơn chuẩn của Caribe rồi các bạn. Và bằng cách nào đó vẫn có một đứa nó vô gia cư. Nhà ở thì lên rồi, nói chung là tất cả giờ chơi trung bình hết rồi đó. Cộng sản nó vẫn không ưa mình. À mình giảm thuế, cộng sản nó không ưa, phải rồi. Nó là cái muốn tăng thuế cho công bằng mà. Chắc phải đi kèm với cái vụ tánh thuế người giàu quá. Thiệt khổ. Vừa lòng thằng này thì không vừa lòng thằng kia. Bó tài chấm cơm luôn. Công nghệ thì còn 3 tháng nữa là xây được cái mấy cái villa rồi, cần cái này nè mới thắng. Mình không cần nâng cấp cũng tốt ở đây, chỉ cần cái này thôi. Giờ là một công nghệ là mất 78 tháng để làm chủ. 78 tháng thì hơi nhiều. Thôi được rồi, để xây mấy cái này đi. Tới lúc đầu tư nghiên cứu khoa học rồi. Đây thêm hai cái này nữa là cho khoa công nghệ nó chạy cho lẹ. Để có gì hai tập này hai tập thôi cũng được. Đây. Chưa gì lại hết tiền nữa rồi. Cắt thuế đó là chắc làm cho mấy thằng tư sản nó vui thôi. Mà chắc là khuyến khích mấy thằng tư sản tới đây đầu tư. Dẹp. Cứ đòi quan hệ ngoại giao nước này nước kia. Rồi chúng ta có lại 4 chiếc tàu rồi các bạn. Rồi chúng ta lại đi bắn thơm. Cái này hơi cái này chắc đang dư rồi, bán chút xíu cũng được, không sao. Sắt chúng ta có sắt đây để đem bán. Thép thì không có tại không đủ rum hả. Rồi ok. Vậy là chúng ta bán cho, để coi nào. Chúng ta bán cho Nga với cho châu Âu không mà lại không chơi với Mỹ nữa rồi. Rồi không sao, để bắt tay với ảnh xíu. Rồi đây xong. Hình như tối đa lên 50 thôi thì phải. À đúng đúng đúng. Presidente. Tốc độ tăng dân là mát rồi đó. Rồi giờ để coi chắc là công nghệ lên lẹ ở năm rút xuống còn 50 mấy tháng nè. Ok. Vậy cũng đỡ. Mọi thứ đang dần tốt hơn. Và nãy giờ là không thấy nổi loạn nữa. Rồi. Chúng ta nhả cái này ra được rồi các bạn. À phải đợi đợi các bạn. Nó không cho nhả ngay. Cái này là cái gì đây? À bệnh viện với phòng khám là sẽ tăng luôn hả? Nhưng mà thêm 200 đô cho mỗi cái rồi chấp nhận chơi luôn. Đầu tư nghiên cứu khoa học là không có được tiết tiền. Còn 32. Ok. Đấy, học đại học đi là đảm bảo có chỗ làm. Bây giờ đào tạo hết ra. Trường cấp 3 là chả mấy ai học tại không có xây thêm nhà máy. Không có xây thêm mấy công trình cho mấy đứa học cấp 3 các bạn. Nó đua nhau đi làm công nhân rồi hết rồi. Cái này là vẫn thiếu người, thiếu nhiều lắm. Ây da. Rồi. Video xin phép được kết thúc ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bánh Hộp. Rồi thì ok, cái này chắc là màn sau một tập nữa là thành công rồi. Chúng ta không cần tới 3 tập đâu.
tại vì mình không mình đánh giá hơi sai cái tốc độ nghiên cứu khoa học. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.